Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam năm 2024, kinh tế Việt Nam mặc dù có nhiều điểm sáng, nhưng cộng đồng doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn. Tính chung quý 1 năm 2024, cả nước có 59,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 73,9 nghìn doanh nghiệp, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm trước. Vì vậy mà Diễn đàn Doanh nghiệp 2024 là nơi để các nhà quản lý, các chuyên gia, hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân gợi mở các giải pháp, kiến nghị để khơi thông các động lực tăng trưởng mới, trong đó đưa ra các nhóm giải pháp cụ thể như nhanh chóng tháo gỡ những điểm nghẽn, rào cản pháp lý đang cản trở hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp, tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp giảm gánh nặng chi phí, tăng cường khả năng tiếp cận vốn và các nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, đẩy mạnh triển khai các chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tập trung vào các ngành sản xuất chip bán dẫn, năng lượng mới hydrogen, hoàn thiện thể chế khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng các mô hình kinh doanh bền vững, các ngành công nghiệp mới và phát triển các ngành kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.